Trưa nay mình nấu canh rau luộc với tôm nha các bạn. Rau ngoài vườn mình mới ra hái vô đây. Cắt liền, nấu liền rất là ngon các bạn. Đây rổ rau của mình là gồm có cải, ngò, mà đề với là cây cần sẻ. Là chứ bốn thứ mình nấu luôn với nhau. Là mình kêu rau luộc trong vườn mình đã, mình nấu với tôm thì tôm mình ướp tiêu muối hành rồi. Còn đây là nước thì mình chuẩn bị nấu thôi. Thì cắt liền nấu liền ngon lắm các bạn ơi. Thôi chứ mình bật lửa lên nấu thôi. Rồi mình nấu canh chín rồi. Mời các bạn cùng ăn cơm với canh rau luộc với mình. Cắt liền nấu liền ngon lắm các bạn ơi, rất là ngon. Rau của mình mà cắt liền nấu liền là ngọt lắm á, mà nấu lộn xộn rồi nó thơm lắm các bạn ạ. Ăn rất là tốt cho sức khỏe. Một tuần mình đừng ăn cả tuần chứ, một tuần mà có 3 ngày ăn ngoài vườn cũng tốt lắm đó các bạn, không phân không thuốc gì hết. Mình ra cắt liền hái liền vô nấu rất ngon. Thì qua clip này mình chia sẻ với các bạn mới có nhà có vườn trồng thử ít để ra cắt liền vô nấu liền ăn cho ngon, mà trồng cho thực tế đi, trồng cái rau gì mà mình đã nói rồi, không lành không chết á, phải ít chăm sóc mà có ăn nè. Thì rau gì mà một tuần mình ăn 1-2 lần thì trồng, mà nhiều khi có những cái thứ rau mà trồng ra mà cả năm mà ăn có 1 lần thì thôi đừng trồng cho cực. Thì thôi mình chia sẻ với các bạn vậy thôi, có nhà có vườn thì nên trồng thử ít mà ăn giống như mình ra cắt liền nấu liền vô 4-5 thứ lộn xộn đi nấu ăn rất là ngon. Thôi mình chào các bạn nha, chúc các bạn cũng có một bữa ăn canh rau nóng giống như mình đi. Chào các bạn, bye.